vicino. Chào đời năm 1955 tại thành phố Stockholm, Thụy Điển, Bjorn Andersen may mắn được ban cho vẻ đẹp phi giới tính xuất chúng. Tận dụng thế mạnh này, ông gia nhập showbiz thuận lợi và trở thành ngôi sao sáng giá ở tuổi 16. Nhưng thay vì cảm thấy may mắn, ông lại cho rằng chính nhan sắc là lời nguyền lớn nhất đời mình. Sở hữu diện mạo hơn người, Bjorn không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua 3.000 ứng viên và giành về vai diễn Tasio trong phim điện ảnh Dead in Venice. Nhân vật của ông không có quá nhiều câu thoại nhưng vẫn thừa sức khiến khán giả ngẩn ngơ vì đẹp một cách khó tin. Khi bộ phim này công chiếu, mọi người phải dành nhiều lời khen ngợi cho khâu tuyển diễn viên của đạo diễn Luciano Visconti. Chính nhờ ông mà nhân vật Tasio trên màn ảnh không khác gì miêu tả trong tiểu thuyết. Gương mặt cậu trắng muốt, toát lên sự thanh tao, mái tóc vàng như mật ong, sống mũi thẳng, miệng chúm chím đáng yêu, sắc mặt lạnh lùng và thánh thiện, làm người ta liên tưởng đến những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp thời Hoàng Kim. Dead in Venice không thành công về mặt doanh thu, nhưng vẻ đẹp của Bjorn lại chinh phục được hầu hết tất cả mọi người. Sau đó, ông được mọi người yêu mến, gọi là cậu bé xinh đẹp nhất thế giới. Nhà sử học điện ảnh Lauren Chell Quirk đã nhận xét trong nghiên cứu The Great Romantic Films năm 1974 của ông, khẳng định rằng một số bức ảnh của Bjorn có thể được trích xuất thành trang và treo trên các bức tường của Lourdes hoặc Vatican. Danh tiếng lúc nào cũng đi kèm với thị phi, Bjorn ở trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại bị truyền thông Mỹ không ngừng đặt nghi vấn về giới tính. Gương mặt đẹp hơn hoa khiến nhiều người tin rằng ông có xu hướng thích người đồng giới. Mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn khi Bjorn theo đạo diễn Luciano ghé quán bar đồng tính trong thời gian dự liên hoan phim Cannes. Buổi tiệc hôm đó khiến Bjorn vô cùng khó chịu khi hàng trăm hàng nghìn ánh mắt của những gã trai dồn về phía mình. Thời điểm những năm 70, đồng tính vẫn còn là khái niệm xa lạ, bị gán cho cái mác tiêu cực. Chính vì vậy nên không có một chàng trai nào muốn vướng vào tin đồn đồng tính, nhất là người nổi tiếng như Bjorn. Theo lời bà, Bjorn chuyển hướng sang hoạt động ở Nhật, thị trường đón nhận bộ phim Dead in Venice cực kỳ nồng nhiệt. Chính bà cũng là người đưa cháu trai gia nhập showbiz từ những ngày đầu. Tại xứ sở Phù Tang, Bjorn nhận được rất nhiều lời mời đóng quảng cáo và cơ hội làm ca sĩ. Ít ai biết, âm nhạc mới chính là niềm đam mê thật sự của cậu bé xinh đẹp nhất thế giới. Sau khi tốt nghiệp, Bjorn nộp đơn vào trường cao đẳng đào tạo âm nhạc nhưng không được. Thay vào đó, ông đăng ký vào lớp học piano của những giáo viên hàng đầu Thụy Điển, với định sau khi từ Nhật trở về sẽ theo đuổi con đường ca hát nhưng không suôn sẻ như ý muốn. Thời gian sau đó, Bjorn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vai diễn mới. Ông tốn một năm trời để chờ đợi đạo diễn Malcolm Lake bấm máy ghi hình phim điện ảnh mới, nhưng cuối cùng dự án này lại bị hủy bỏ. Đứng giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, Bjorn miêu tả sự nghiệp của mình là một mớ hỗn độn đầy đau khổ. Đối với Bjorn, việc được gọi là cậu bé xinh đẹp nhất thế giới không khác gì một lời nguyền. Nó khiến ông cảm thấy bản thân không khác gì một sinh vật lạ bị nhốt trong chuồng cho mọi người tha hồ nhìn ngắm, bình phẩm. Danh hiệu ấy đến cùng hào quang quá chói sáng, mà mãi đến nhiều năm sau, cuộc sống của Bjorn vẫn bị đeo bám. Bjorn chuyển đến sống ở Đan Mạch cùng bạn gái với mong muốn có được cuộc sống yên bình không bị nhòm ngó. Thế nhưng ông vẫn bị giới truyền thông không ngừng nhắc đến. Cảm giác như mọi người không hề quan tâm đến ước mơ và cả con người thật của tôi, Bjorn nói. Năm 1983, Bjorn kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp. Cả hai có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kết thúc ở năm thứ 6 khi con trai của họ qua đời bởi hội chứng đột tử. Ở tuổi xế chiều, Bjorn được sống trọn với đam mê ca hát khi đảm nhận vai trò đánh đàn trong ban nhạc Sven Eris. Hiện tại, ông sống cùng con gái và các cháu ở Thụy Điển. Cuối năm ngoái, hình ảnh của Bjorn được lan truyền khắp cộng đồng mạng. Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới năm nào giờ là người đàn ông râu ria xồm xoàm, che đi mất gương mặt vốn được xem như một điềm lành thiên phú, từng khiến Bjorn muốn mau chóng được lên thiên đàng để hỏi Chúa vì sao lại đặt cách ban tặng cho mình.
Có lần Bjorn bị nhà văn Germaine Greer sử dụng hình ảnh thời đóng Dead in Venice lên bìa sách mà không hề hỏi ý kiến, khiến ông vô cùng tức giận và cảm thấy mình bị lợi dụng. Một trong những lý do khiến Bjorn khó chịu là hình ảnh ấy khiến ông nhớ đến khoảng thời gian trong quá khứ và về sự nghiệp mãi núp dưới cái bóng cậu bé xinh đẹp nhất thế giới. Sự nghiệp của tôi xuất phát từ đỉnh vinh quang rồi dần dần đi xuống. Đó là một cuộc hành trình cô độc, Bjorn nói. Có một tỷ lệ rất lớn trong chúng ta đang nuôi một con vật gì đó. Tại Mỹ, 68% hộ gia đình có vật nuôi và đa số đều lựa chọn nuôi mèo hoặc chó. Có một người bạn lấm lông trong nhà quả thực mang lại nhiều lợi ích. Khoa học đã chứng minh rằng chó và mèo có thể giúp chúng ta giảm stress, có thêm tâm lý để vượt qua khó khăn và giúp tinh thần vững vàng hơn trước những mất mát. Nhưng có điểm ít ai ngờ rằng chúng còn có thể tiết lộ tính cách và những đặc điểm riêng biệt về chủ nhân chúng. Lý do là vì chúng ta có xu hướng chọn vật nuôi phù hợp với sở thích và phong cách sống, vốn là những điều gắn liền với tính cách. Đây là điều đã được các nhà khoa học từ ba trường đại học lớn của Mỹ chứng minh, đó là Đại học Florida, Đại học Carroll và Đại học Marquette. Samuel D. Gosling, nhà khoa học từ Đại học Texas, Austin là người đầu tiên đưa ra ý tưởng so sánh những chú chó với chủ của chúng. Nghiên cứu của Gosling đã liệt kê ra được một số đặc điểm chung giữa người và chó nhưng lại không đề cập đến mèo. Đến năm 2017, nhờ Dennis D. Gerstlow, phó giáo sư Đại học Carroll College cùng hai cộng sự là Andre D. Gerstlow và Stephen G. Gerstlow, một nghiên cứu quy mô lớn có 102 mới ra đời. So sánh được mối quan hệ giữa tính cách và thú nuôi của một con người. Nghiên cứu được thực hiện trên hơn 600 sinh viên, trong đó 16 yếu tố liên quan đến tâm lý của họ như cảm xúc, sự ổn định, tính sống động đều được đánh giá cẩn thận nhờ các bác sĩ. Song song với đó, mỗi người phải hoàn thành một bản khảo sát về vật nuôi của mình. Kết quả cho thấy, những người nuôi mèo có khả năng sáng tạo tốt hơn, chỉ số thông minh cũng ở mức cao hơn. Họ cũng cho là khả năng nhạy cảm và nắm bắt công việc cực tốt. Người nuôi chó thì trái lại, họ thích những thứ theo nguyên tắc khuôn khổ hơn nên công việc ít có tính đột phá như người nuôi mèo. Bù lại, người nuôi chó lại dễ tồn tại hơn trong xã hội. Có một thực tế khó phủ nhận rằng xã hội hiện đại chúng ta sống ngày nay dường như chỉ dành cho những người hướng ngoại. Gần như trong mọi công việc, những người hòa đồng vui vẻ, hoạt bát và quảng giao luôn được ưu tiên hơn. Và người nuôi chó đa phần đều là sở hữu tính cách hướng ngoại, họ thích vận động, năng nổ, ưa tiệc tùng, lại có khả năng diễn thuyết tốt và tính cách hài hước, dí dỏm. Những điều này đem lại cho họ lợi thế không nhỏ để tồn tại, ít nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay. Người nuôi mèo thì khác, họ nhạy cảm và hướng nội, thích ở nhà, đọc sách và nghe nhạc một mình. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ trở nên lù đù vì khả năng sáng tạo cho phép họ bằng nhiều cách vẫn đạt được những thứ mình muốn. Tuy nhiên về bản chất là bất kể bạn đang nuôi con gì, chó, mèo, chim, thỏ, thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương và sự gắn kết. Hãy đối xử tốt với vật nuôi của mình vì chúng chính là một phần tính cách của bạn đấy.